Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Clip hôm nay mình sẽ cùng các bạn review về gói cước IT7, gói cước truy cập YouTube không giới hạn trong vòng 7 ngày chỉ với 10.000 đồng. Đây là kênh YouTube của mình, kênh YouTube Nghĩa Viettel. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem gói cước mình đang dùng. Và hiện tại là mình chỉ dùng mỗi gói cước IT1, IT7. IT1 thì mình mới hủy gia hạn rồi. Ok. Để kiểm tra thì các bạn soạn KTTK gửi 191 nhé. Lưu lượng còn lại của quý khách là không giới hạn, lưu lượng YouTube IT1 và IT7. Ok, vậy là chỉ liên quan đến các gói cước YouTube thôi các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng thử với lại một trang web đi. Thì mình sẽ cùng đọc báo nhé, bấm vào xem đọc báo này thì không thể load nổi, 24 giờ cũng không thể load nổi nhé. Ok, cái luồng đi đọc báo là không vào được rồi. Vậy bây giờ chỉ còn xem YouTube thôi. Đây là kênh YouTube của mình nhé. Đấy, chúng ta sẽ cùng vào một video bất kỳ này theo chân và cắm nguồn vào. Bây giờ đến bước cài đặt tín hiệu thôi. Tượng của khách hàng vào trong nhà. Đây cuộn cáp. Và cắm nguồn vào. Độ download, còn tốc độ upload là thông thường một. Đó, vào một video khác nhé. Giá cả cũng thường được ưu đãi hơn cả về hàng hóa lẫn vật liệu xây dựng. Các bạn có thể tour này. Ừ, chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. Chính vì thế, công trình sẽ được chỉnh một cách nhanh nhất có thể, xem giúp các bạn tiết kiệm thời gian, tăng năng suất. Thực sự dễ dàng, gọn nhẹ mà còn có các dịch vụ chăm sóc về SIM di động các bạn đang sử dụng. Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện trong nhà, lắp đặt hệ thống camera giám sát, mua sắm. Ok. Đó, mình vừa review xong về gói cước IT7, gói cước truy cập YouTube không giới hạn trong vòng 7 ngày chỉ với 10.000. Để đăng ký gói cước này thì các bạn có thể soạn tin nhắn cú pháp như sau giúp mình nhé. IT7 dấu cách 0981208208 gửi đến 9123. Dành cho tất cả các SIM, SIM nào cũng có thể đăng ký được gói cước này các bạn nhé. Ok, các bạn nào còn có những cái câu hỏi muốn đặt ra cho mình, vui lòng để lại phía dưới comment hoặc liên hệ trực tiếp với Nghĩa Viettel theo số điện thoại 0981208208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Nghĩa Viettel hỗ trợ tất cả các dịch vụ của Viettel như lắp đặt Internet truyền hình, gia hạn cước đóng trước Internet truyền hình, đăng ký các gói khuyến mại trên SIM đang dùng như UMAX 70, UMAX 90, V120N, IT7, IT1, vân vân. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, chia sẻ hoặc đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.